when I first saw him at the door, he looked like a tough mafia guy. Yes. Why? We talked for like 20 minutes. Okay. Okay. Mà rất là niềm nở về xong rồi cái là ôm hôn hỏi là bây giờ là như thế nào. Những cái đó nó làm cho mình rất là xúc động. Hồi đó đi uống một cái chai bia còn không trả tiền cho mình đó, giờ này kia mình đi kiếm nhà, kiếm đồ để mua, để đầu tư rồi. Không biết là có ba xạo hay không. Đầu Peter chuyển về 400 ngàn. Cả cái cuộc đời anh á, chưa bao giờ mà cầm được cái số tiền đó chứ, gần 10 tỷ đồng ở trong tay mình. Sau 5 năm sống chung với nhau thì những tật xấu gì mà anh thấy ở Peter? Xấu á. Mario và Minh Tuấn, chào mừng khán giả đã theo dõi chương trình Real Life phiên bản online. Và hôm nay thì trân trọng giới thiệu một cặp đôi đến từ rất xa mà chỉ có phiên bản online mới giúp cho chúng ta gặp được cặp đôi này. Và em xin mời hai anh giới thiệu đôi nét về bản thân của mình cho khán giả. Mình tên là Lê Đông Trung, 43 tuổi. Mình ở là Sài Gòn, quận 6. Và hiện tại giờ thì tụi mình đang sống ở Portland, Maine, Hoa Kỳ. My name is Peter Call. I live here in Portland, Maine with my husband Huy. I'm originally from New York. I moved to Maine about 10-15 years ago. And then I moved over to Asia and lived in Saigon, Hoi An for 3 years with him. And then we decided to move back to the US. Bây giờ hai anh cho khán giả được biết là mình đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi và cái cơ duyên nào làm cho mình gặp được nhau đó. Lần đầu tiên tụi anh gặp nhau là ở dưới đảo Phú Quốc. Thì tụi anh gặp nhau và sống chung tới bây giờ là cũng được là 5 năm rưỡi. Lúc đó là anh đi thăm bạn của anh. Peter thì đi xuống dưới là đi du lịch ở dưới. Okay. Sir, may I ask you the very first impression when you met Anh Trung? When I first saw him at the door, he looked like a tough mafia guy. Yes. Why? Did he tell you how we met? I mean, we met on Grindr. His profile picture looked like something taken at prison. No shirt on and wasn't smiling and he just looked like somebody who would beat you up. Anh Trung, cho em hỏi là cái ngoại hình lạnh lùng đó là do anh tự tạo ra hay là do tính cách của anh như thế ạ? Anh nghĩ là do cái tính cách với lại cái khuôn mặt của anh đó. Thì thật sự ra hồi đó giờ bạn bè cũng có nói là khi mà lần đầu gặp anh á, có vẻ giống như là anh giống như là giang hồ gangster. 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 Anh Trung ơi, cho em hỏi là khi mà anh gặp Peter thì cái cảm giác của anh lần đầu tiên nó sẽ như thế nào? Lần đầu tiên gặp Peter thì thật sự cái cảm giác của mình nó cũng là bình thường thôi, tại vì lúc đó mình cũng đang buồn. Trước đó mình cũng đã quen một người Mỹ, anh đó là làm phi công. Xong rồi hai người cũng có xích mích rồi chia tay. Lúc đó anh cũng đang buồn thì anh đi về đó, thì anh đi với bạn anh, chủ yếu là thăm bạn anh để giải khuây, rồi cũng không có nghĩ gì. Nhưng mà là gặp thì thấy cái người này thì rất là lịch sự, ăn mặc đàng hoàng, chỉnh chu lắm kìa. Chứ cũng có lúc đó thật sự ra cũng chưa có cảm giác gì hết. Tại vì em biết mà đa phần những người mà gặp ở trên apps gay á thì làm gì làm cũng phải có những cái chuyện đó xảy ra. Xong rồi anh mới mời Peter là đi xuống, tại vì bạn anh cũng đang ở dưới biển. Thì đi xuống dưới biển chơi với bạn anh thì cũng nhập chung đi, rồi đi chơi, rồi cũng đi ăn uống, rồi đi bar đồ vậy đó. Trung told us that you guys had sex on the first day you met. Well, what else do you do on Grindr? I mean, it's like hang out for a snack, beer, something. Well, we talked for like 20 minutes.
Okay. À, Trung ơi, cho Maro hỏi là lúc mà Trung gặp Peter vậy, hai người có đề cập tới vấn đề là mình sẽ hẹn hò hoặc là có một cái vấn đề xảy ra gì vào những cái đêm hẹn hò đó không? Đêm đầu tiên không? Sự ra là, nói thật ra là mình lúc đó mình cũng đang buồn. Thì mình chỉ có muốn là có bạn đi chơi thôi, chứ mình cũng không có nghĩ gì vấn đề hẹn hò hay cái gì hết. Với lại thật sự ra cũng chả muốn hẹn hò với cái người này. Tại vì cái lý do đầu tiên là mình đã tan vỡ với cái người cũng là người Mỹ rồi. Lúc đó là mình không có cái ý nghĩ nào trong đầu là sẽ quen một người Mỹ khác. Thật sự là như vậy. Rồi thứ nhất, thứ hai là khi mà đi xuống quán bạn của Trung ở dưới Phú Quốc vô cái quán đó, ba đó. Cái người Việt Nam của mình khi mà mình dẫn một người bạn nào đi gặp bạn mình thì ít nhất thì họ cũng phải mời mình một ly nước hay cái gì đó. Còn cái người này chỉ trả tiền chai bia của Peter thôi. Mà lúc đó chai bia rất là rẻ, có 15 ngàn thôi mà không có trả tiền chai bia cho mình. Lúc đó mình nghĩ trong đầu là xong rồi đó, coi như là đi chơi thôi chứ còn không có cái mãi mai nào mà gọi là date. He tells this story all the time. What he forgets to tell you is that we went out to dinner first with his friends and I offered to pay and he's like, no, you're our guest, you know, guests don't pay for dinner. I'm like, okay. So, you know, I was thirsty. I got up and I got a beer. He doesn't even like beer. So, okay, vậy là anh Trung kể không có đủ câu chuyện làm cho mọi người hiểu lầm. Không phải, nó thật sự nó là như vậy á Minh Tân. Tại vì khi mà đi là đi xuống dưới biển gần ngay Vinh Cầu á, là lúc đó là cũng đi với bạn của mình, là cũng lúc đó là ăn hải sản ở dưới. Peter có nó ngỏ ý là ok để tao trả tiền cái này, nhưng mà là mình thấy bạn của mình ngại quá đi, tự nhiên mới có dẫn đi vậy rồi bắt người ta trả tiền, nó rất là kỳ. Mình thì không có thích như vậy, cứ nói là thôi không có cần. Nhưng mà ít tới bữa nay mình mới hiểu ra rằng là cái văn hóa với cái tập tục của người nước ngoài với người mình đó, nó rất là khác. Cái suy nghĩ của mình hồi trước á là mình cứ nghĩ là ủa, mình đã dẫn đi ăn hải sản với bạn mình vậy thì bây giờ mình dẫn xuống quán bar của bạn mình thì ít nhất cũng phải trả tiền một chai bia cho mình. Cho nên cái lúc đó là mình coi như là không có cái cảm giác gì hết trơn á. Thêm một cái việc nữa là qua ngày hôm sau là mình phải bay là về lại Sài Gòn rồi. Sau khi gặp nhau vậy xong rồi cũng không có ấn tượng tốt về nhau thì làm sao hai người có thể quen nhau đến tận bây giờ? Khi mà mình về Sài Gòn rồi, hai người có trao đổi số điện thoại với nhau ở trên WhatsApp á. Qua ngày hôm sau là Peter phải đi về lại Hàn Quốc. Tại vì hồi đó Peter là hiệu trưởng của trường trung học ở bên Hàn Quốc á. Trong cái thời gian là mình đang chán nản, mình cũng không biết xoay sở như thế nào. Mà Peter là cái người nhắn tin động viên mình, nói chung là một ngày là không biết bao nhiêu cái tin nhắn. Hiện tại bây giờ là tụi mình có cái tin nhắn ở trên WhatsApp á, nó dày cái cỡ này luôn nè. Là trong vòng là 8 tháng á, một cái câu mà Peter làm cho mình nhớ tới bây giờ. Đừng có buồn hay là đừng có ấy gì hết. Lúc nào mình cũng hay có cái suy nghĩ là giống như là một cái cánh cửa này nó đóng thì sẽ có cái cánh cửa khác nó sẽ mở cho mình. Cái câu đó là mình cứ nhớ hoài trong đời. Xong rồi động viên mình, tại lúc đó mình rất là quẫn trí lắm, mình không biết làm thế nào hết. Không cái ai để tâm sự giải bài cho mình hết. Nhà mình thì mình cũng không dám nói, tại vì thật sự ra ở Việt Nam rồi, cái vấn đề này nó không có cởi mở lắm. Mà mình cũng sợ hàng xóm được cười chê đồ. Mình ở nhà thì lúc đó mình cũng không muốn đối diện với ba mình nhiều, tại vì mình không muốn làm cho nhà mình buồn. Là chỉ vì chuyện tình cảm mà nó bế tắc đến mức đấy luôn hả anh Trung? Đúng rồi. Lúc đó thì mình cũng cảm kích thôi, chứ thật sự ra cũng không có yêu lắm. Làm sao để mình từ cảm kích và mình chuyển sang tình yêu hả? Một ngày đẹp trời, Peter nhắn về cho mình là nói là bây giờ muốn về Hội An sống, đầu tư đồ về Hội An. Thì mình có một cái người bạn rủ mình đi ra Hội An là muốn mở một cái nhà hàng ở ngoài Hội An. Thì mình cứ nghĩ trong đầu, mình mới nói với bạn gái mình, không biết là có thiệt hay không hay là sao. Hồi đó đi uống một cái chai bia còn không trả tiền cho mình đó, giờ này kia mình đi kiếm nhà, kiếm đồ để mua, để đầu tư rồi. Không biết là có ba xạo hay không. Mà thì mình cũng ok, mình cũng
thật sự là lịch sự, cũng đi kiếm đồ này nọ đồ rồi gửi cái hình ảnh đất đai hay nhà cửa đồ của Hội An đồ qua đâu cũng được khoảng mấy tháng á, thì bắt đầu mới quyết định đi về. Mình cũng đón tiếp đồn vậy đó, anh với Peter ở khách sạn trước rồi bắt đầu mới đi tìm chỗ này tìm chỗ kia để thuê mướn đồ. Mà trong cái lúc đó thì đó là Peter giống như là nghiêm túc về cái vấn đề đó, mà mình thì mình vẫn còn nghi ngờ. Thì anh nhớ là cái lúc đó là Peter chuyển tiền về, mới đầu thì sợ không có chuyển được thì chuyển thử là khoảng 10.000 trước, sau này là chuyển là ok, xong 10.000 đó là bắt đầu Peter chuyển về 400.000. Cả cái cuộc đời anh á chưa bao giờ mà cầm được cái số tiền đó chứ, gần 10 tỷ đồng ở trong tay mình. Cái nhà của tụi anh thuê tới cái ngân hàng nó rất là gần, nhưng mà là anh cảm giác là nó rất là xa. Anh sợ tới cái lúc đó mà anh không tin tưởng là giờ ấy, nhưng mà là cái lúc đó từ từ hai người ở với nhau rồi bắt đầu mới kháng khích. Anh quý Peter một cái là lúc nào cũng phe mình với lại bạn bè hoặc là gia đình. Cái này là người yêu của tao hoàn toàn sao vậy đó, không giống như những cái người mà anh gặp hồi trước. Cái đó là cái vấn đề chính đó, chứ không phải là thật sự ra là cái vấn đề tiền. Nếu có nghĩa là hai người đã gặp nhau ở trên một cái gay app nè, rồi mình đã quan hệ ngay từ ngày đầu tiên, điều gì ở anh Trung làm cho anh cảm thấy là anh muốn tạo nên một mối quan hệ lâu dài và anh lại gửi cho anh Trung một số tiền nhiều đến như vậy ạ? Well, yes, we did have sex almost immediately, but usually when that happens, you know, we just say goodbye to each other and I never see the person again. But with Chung, it was different because Shinny said, hey, would you like to come with me to my friends and have a beer on the beach? That's just not very common if you ever use Grindr. You know, it's usually like, see you later, thanks a lot. I just thought that was really nice because I was by myself. And I said to him, I said, what are you going to tell your friends? You know, how are you going to introduce me? And he'll just say, look, they know that I use Grindr and that, you know, we just met, so don't worry about it. You know, that was very different from a lot of Asian guys that I've been with, because many Asian men are not out, are not open, and can be very shy about that. That was the first thing that made me attracted to him. And, you know, then there's just that certain, you know, there's like a spark, there's a certain connection that you just feel the person is being very honest and very genuine. You know, then that night, we know we went to the beach and then we went to the restaurant and then we went to the bar. And then at that point, we decided to meet in Saigon. And I got a hotel in Saigon and he stayed with me at the hotel. And I did buy dinner in Saigon. And I did buy dinner in Saigon. And paid for the hotel. You know, I had lived in Asia long enough to know when somebody is just interested in me as a person or interested in me as an American with a green card and money. Because there are a lot of people out there who, you know, they only see me as an American or, you know, an older white man, and they think that they can take advantage of me. But you learn how to recognize that very quickly. Chung is not like that. When I was moving to Hoi An, that I wanted to start a business with him, I was only able to do that with him because, you know, as an American, I can't own land in Vietnam. I needed Chung and I needed to trust him. And I did. I was never very scared about sending the money to Vietnam at that point because I was already in love with him and I already knew he was trustworthy. Khi mà Peter đưa cho Trung một số tiền rất là lớn vậy, có khi nào Trung hỏi Peter là Peter tại sao tin tưởng Trung để Peter có thể gửi cho Trung một số tiền rất là lớn như vậy không? Sự ra là cái đó mình cũng không có cái câu hỏi với lại Peter ở trong đầu mình là tại sao mà lại tin tưởng mình như vậy. Nhưng mà cái quan niệm của mình là thí dụ như là đến với ai á, thì mình đến về hết lòng của mình đến hết lòng của mình thôi. Còn cái chuyện mà người ta cảm nhận như thế nào là chuyện của người ta. Mình thật sự là đừng có mưu mô tính toán hay là cái gì hết. Chứ lại có một cái thời điểm là tụi anh tính mở khách sạn. Nhưng mà trong khi đó là cái tiền mà đầu tư nó dội lên, khách sạn không có xây được. Cho nên là khi lúc đó là có người yêu cầu mình
mua đi bán lại vậy đó. Thì mình cũng làm như vậy, thì mình cũng có một ít tiền ở trong đó. Khi đó là Peter có hỏi mình là bây giờ cái tiền lời như vậy đó thì bây giờ bỏ vô cái tài khoản của mày để cho mày xài cái gì mày xài. Thì lúc đó Peter muốn bỏ vô tài khoản của mình là chắc cỡ khoảng chừng 50 ngàn, thì khoảng chừng tỷ mấy vậy đó. Nhưng mà mình nói á là không có cần, khi nào cần á thì mình sẽ hỏi Peter, mình sẽ nói với Peter. Với lại cái điều quan trọng nhất nữa cho những cái người bạn của LGBT mình á, khi mà muốn nói chung là quen một người nước ngoài nào đó thì mình cứ thật lòng, rồi mình có cái những cái gì từ cái chuyện chi ly hay cái gì đó mình vẫn kể cho họ nghe hết. Tại vì họ rất là hiếu kỳ, họ không biết là mình có làm cái gì sau lưng họ hay không, họ muốn biết là cái câu chuyện đó như thế nào. Ngày qua ngày thì cái đó nó sẽ khăng khít lên, thì họ có cái sự tin tưởng ở mình thôi. Chỉ có đơn giản vậy thôi chứ còn không có cái gì mà cầu kỳ hết. Bọn anh đã bắt đầu một cái câu chuyện tình yêu khá là đẹp ha. Thì ở trong quãng thời gian hơn 5 năm đó, có cái kỷ niệm nào làm cho anh ấn tượng nhất đến mức mà khi em hỏi ra câu này anh sẽ nhớ ngay cái kỷ niệm đó không ạ? Có một cái là giống như anh nói là Peter là khác hoàn toàn với những người trước mà anh gặp. Lúc nào cũng đem anh ra khoe với bạn bè với một cái niềm mà rất là tự hào, chứ không phải là giấu đút. Mà cái đó là cái thật sự là cái đó là mà anh rất là cần. Tại vì gia đình anh nó cực khổ từ nhỏ, cho nên nó nhiều khi mình cũng muốn làm cũng có một cái gia đình nào đó nó đầm ấm ấy. Thật sự ra mấy người trước anh quen á giống như mình bị giấu vậy đó. Anh thì anh là, cũng thích vậy. Là anh Trung đang bị để trong bóng tối, kiểu anh thấy như thế rồi. Đúng rồi. Bây giờ thì để Tuấn hỏi Peter về cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 5 năm hai người quen nhau nhé. That's a hard question. I mean, we both love to travel. I remember our trips together a lot. After I first moved to Hoi An, we went up to Sapa together. You know, just traveling around Vietnam has been great. Going down to Nha Trang and then down, we've been to Phu Quoc many times. I mean, I love living in Vietnam. If it was my choice, I would live in Vietnam, not in the U.S. Because I chose to move to Vietnam and to leave the U.S. Every day I was in Vietnam, I loved it. It was something that I would remember all the time. And I miss Vietnam. Peter là một cái người rất là thích sống ở Việt Nam. Việt Nam là cái đất nước thứ hai của Peter vậy đó. Chung là cái người mà nói Peter là bây giờ phải đi về Mỹ lại. Thứ nhất là tại vì hồi trước anh cũng đã tan vỡ với một cái người Mỹ. Lúc đó anh cũng có làm hồ sơ thủ tục đồ để đi qua bên này, nhưng mà nó không có thành. Cái thứ hai là anh sợ là bây giờ á, thí dụ mà Peter có bệnh hoạn gì đó thì bắt buộc phải đi qua bên này để trị bệnh. Nếu mà anh không có giấy tờ gì hết thì anh không thể nào đi cùng với Peter đi qua bên đây được. Cho nên là anh mới nói là bây giờ là phải ấy giấy tờ để đi qua bên đây, đi khi nào có giấy tờ rồi tụi anh sẽ đi về Việt Nam tụi anh sống lại. Thứ ba nữa là tại vì ba má của Peter ở bên này cũng lớn tuổi rồi. Ba năm nay thì cũng 91 rồi, má cũng 89 tuổi rồi. Tại vì Peter sống xa gia đình nó cũng 6-7 năm rồi. Nhân cái cơ hội này thì tụi anh quay về đây sống một thời gian để cho thứ nhất là giấy tờ anh nó xong xuôi, thứ hai là để cho Peter được gần với cha mẹ. Anh rút ra được một cái bài học là ở đó thì mình cũng không có suy nghĩ gì sâu xa, cũng không có quan tâm với cha mẹ mình nhiều. Cho nên bây giờ có cái cơ hội này thì bây giờ mình phải ở gần cha mẹ để mình chăm sóc cha mẹ mình. Hai anh cho em hỏi về vấn đề come out của hai anh đối với gia đình đi. I have an older brother who is also gay, and he came out to my parents 5 or 6 or 7 years before I did. So it was a little bit easier because he had already told my parents that he was gay. But I actually didn't come out to my parents. My brother told them I was gay. At a party. I was not at this party. I have 3 brothers, 1 gay, 2 straight. Another brother came to this party and knocked on the door and somebody answered and they said, "Oh, are you Paul's brother Peter?" And they're like, "No, Peter's the gay one." And my parents were at that party. So I got a phone call the next day from my mom. She says, "Do you have something to tell me?" That's how I told my mom. Okay, sure. How did your mom and dad
react? I don't think they were surprised. I think most parents know. I mean, my family is great. They accept my homosexuality with no problem. Còn anh Trung khi về mà gặp ba mẹ của Peter thì ba mẹ Peter có cảm giác gì với anh Trung đầu tiên? Hồi mà đợt mà tụi anh còn ở Việt Nam á, Peter hỏi anh là bây giờ là mình sống chung thử coi như thế nào. Đó anh cũng đang rảnh mà, anh cũng nói rồi đâu có mắc mát gì đâu, thì thôi ok, sống chung thì sống chung. Vậy đó, thì có mới đăng lên Facebook tụi anh đang ở trong tình trạng là đang sống chung. Qua mấy ngày sau á, thì ba mẹ Peter cũng không nói gì hết. Đa phần ở bên đây là bạn bè của Peter hoặc là gia đình của Peter là ai cũng sợ hết, ai cũng lo lắng hết. Là tại vì về một cái đất nước xa lạ mà bây giờ gặp một cái người xa lạ mà đã đi sống chung như vậy rồi thì rất là crazy vậy đó, giống như là bị khùng vậy đó, hơi bị mạo hiểm đâu vậy đó. Nhưng mà khi mà nói chuyện qua vài lần FaceTime đồ ở nhà, sao mà khi mà anh qua bên đây thật sự là ba mẹ rất là tốt, thậm chí thương anh còn hơn cả Peter hoặc là những người anh của Peter. Lần đầu tiên mà khi mà anh đặt chân vô nhà, lúc đó là mẹ biết anh thích trái cherry á, đã đi mua sẵn rồi mà đợi anh. Ba thì lúc đó tụi anh qua bên đây là gần 12 giờ đêm á, mà ba lúc đó là cũng 80 mấy tuổi rồi mà vẫn lái xe đi đón tụi anh, mà rất là niềm nở về, xong rồi cái là ôm hôn hỏi là bây giờ là như thế nào. Những cái đó nó làm cho mình rất là xúc động. Qua ngày sau á, mẹ lớn tuổi như vậy mà vẫn nấu buổi sáng cho mình, mà ngồi không có kêu mình dậy luôn, ngồi đó đợi khi nào mình dậy thì mới ăn sáng chung với mình thôi. Rồi á, khi mà anh du lịch ta đi đâu về cũng ha, ôm hôn anh trước rồi hỏi là con đi như thế nào, có khỏe hay không, con có thích cái chỗ đó hay không. Anh hồi đó giờ là chưa có được ai mà thật sự là thương yêu mà đến cái lúc mà nâng niu tới như vậy luôn. Ba mẹ thương anh lắm, mà với lại anh cũng thương ba mẹ dữ lắm. Giờ cho em hỏi về câu chuyện come out của anh Trung đi, nó có khó khăn không mà anh Trung? Anh thì thật sự ra đó giờ anh không có come out với gia đình, anh nghĩ là gia đình anh biết hết. Tại vì anh cũng có dẫn bạn trai cũ đâu về nhà mà. Chị anh có nói một cái câu là không có quan trọng là anh quen với người nào, giới tính gì, chỉ có quan trọng là anh quen với người tốt hay người xấu thôi. Thường thì anh Trung, thường thì em thấy tuy là gia đình của mình biết được mình là thuộc cộng đồng LGBT, nhưng mà có khi nào mà anh cùng với gia đình của anh ngồi xuống nói về cái giới tính thật của mình, nhất là trong cái việc mà anh quen Peter khi anh public hết tất cả mọi thứ? Cái vấn đề đó thì thật sự ra là không có bao giờ, anh chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với gia đình hết. Nhưng khi mà anh dẫn Peter về nhà thì gia đình anh rất là giống như là cởi mở, welcome. Gia đình anh thương Peter còn hơn anh nữa mà. Giống như ngược lại bên đây là ba má bên đây là thương anh còn hơn là thương Peter vậy đó. Anh Peter thấy như thế nào trong cái ngày đầu tiên mà khi mà anh Peter đi về và gặp bố mẹ của anh á? His family has always treated me really well. It was awkward for me because no one in his family really speaks much English. His father doesn't speak any English, or didn't speak any English, I'm sorry. I mean, I couldn't talk to them. So it was just a lot of nodding and smiling and waving. So it was very uncomfortable. And so I always wanted to make sure that he was in the same room as me, so he could translate, or I had to use my phone and do Google Translate. Now, after 5 years together, it's no problem. It's very easy. And a lot of his nieces and nephews can speak English, so I can actually have a conversation with his family now, which is nice. Anh Trung ơi, cho em hỏi thì sau 5 năm sống chung với nhau thì những tật xấu gì mà anh thấy ở Peter? Xấu á. Chỉ có một cái tật là giống như là bài bừa. Uống ly nước thì cứ để chỗ này, cà phê thì để chỗ kia. Mấy lần đầu thì mình cũng rất là bực dữ lắm. Tại vì giờ mình cũng phải đi vòng vòng, mình dọn hoài vậy sao ta? Cứ nói hoài nè, cũng mà bây giờ ghét thì nó cũng quen rồi. Hiện tại là anh rất là hài lòng với cái cuộc sống của anh bây giờ. Ok, thế thì để em xem anh
Peter có hài lòng như vậy không nhá? Well, he doesn't really have bad habits. He's actually very clean and he's a good cook. I probably have way more bad habits than he does, but our biggest fights are usually over money because he worries about money much more than I do. And I understand why, because he grew up very, very poor, a lot of brothers and sisters, and so he's always worried he's going to be poor again. I think that life is meant to be lived and enjoyed and happy, and I don't worry about spending a lot of money if I go out to dinner, for example. He'll look at the menu and immediately look at the prices. He doesn't look at the food, and that causes a lot of problems. Cho mình đến chính là cái cuộc sống của mình ở Việt Nam từ hồi đó giờ nó đã quen rồi. Vì hồi đó là nhà mình nó cũng cực khổ quá rồi. Mà mình qua bên đây á thì mình thấy cái chi xài bên đây á, mới đầu thì mình ngỡ ngàng. Thậm chí hồi đó ở Việt Nam cũng vậy, tại vì Peter là cái người mà giống như là muốn giữa hai người có cái sự lãng mạn với nhau rồi đi ăn cái này cái kia. Nhưng mà lúc đó mình không có biết. Mình nghĩ là đi ăn vậy thì nó rất là tốn kém. Mà gia đình mình á thì không có mấy ai mà được vô những cái quán hay là những cái chỗ như vậy để ăn. Mình ăn á mà mình không có được vui, mình nghĩ về gia đình mình. Đó, cho nên mình làm giống như mình làm cái cảm xúc của Peter nó bị giảm xuống cùng. Lúc đó thì thật sự đó cái cãi nhau về cái vấn đề rất là nhiều. Well, it's a big difference in the cost of living. I mean, the United States is expensive. That's why I like living in Vietnam. It's much cheaper. Anh Trung và Peter cho Myro hỏi thì dự định tương lai của anh Trung và Peter sẽ như thế nào? Dự định tương lai của tụi anh thì tụi anh muốn xây một cái nhà để cho những người trong cộng đồng LGBT của mình á, còn những người mà có chỗ có khó khăn gì á thì có thể có chỗ để mà giống như chú mưa chú nắng đồ. Tại vì anh vẫn biết là còn rất rất là nhiều người trong cộng đồng LGBT của mình muốn có một cái nơi để nương tựa. Hy vọng là tụi anh sẽ làm được. Hopefully within in 2022 he will become he will get his green card and he will become a US citizen. Once he has his US passport, then I hope to be able to travel part-time in Vietnam and part-time in the US. Our long-term plan is to live half the year in Vietnam and half the year in the US. And we hope to be able to maybe have some rental properties here in the United States that we can live on the money. When I get a little bit older, I also get some money from my previous jobs. So we just want to be able to have enough money to, you know, live happily and travel and not worry. And then have to get, like I told him, have to some, we can have something for the LGBT. Yeah, I mean, that's his dream. He watches a lot of shows, especially your shows, about trans people and who have been thrown out of their homes in Vietnam. And he finds that he wants to be able to help them maybe open up a house where we can host gay and lesbian and trans people who have been thrown out of their houses. You know, Vietnam, I've always found Vietnam to be very accepting of gay people, but it still has a long way to go in terms of people telling their families and being accepted in their families as being gay, lesbian, or trans. I just want to say thank you for coming with us today and share your lovely things that been true of your life. I just wish your life is full of joy and happiness. Well, thank you very much. It was very good to talk to you guys today. Và mình đồng ý ông, sau khi mà Myro nghe anh Trung và Peter kể về chuyện tình cảm của mình thì Myro tin chắc là cộng đồng LGBT của tụi mình thì sẽ có rất là nhiều cặp ngưỡng mộ về cuộc sống viên mãn cũng như tình yêu của Peter và anh Trung. Và Myro xin chúc cho Peter và anh Trung sẽ luôn luôn hạnh phúc với nhau và mau chóng thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn chương trình nhiều. Anh chỉ có một cái lời nhắn nhủ cho cộng đồng LGBT của mình. Tại vì anh cũng có xem rất là nhiều chương trình của Tuân với lại Lâm Khánh Chi hoặc là Tuân với lại Lộ Lộ. Giống như anh xem mỗi tuần luôn á. Ở bên đây anh vẫn theo dõi bên này. Mình cứ sống hết mình chứ đừng có nghĩ là mình hết mình với người ta không hết mình lại với mình. Mình cứ sống
thật với chính mình, rồi yêu có yêu thì yêu hết lòng, thì một ngày đó đó thì mình cũng đạt được cái kết quả tốt thôi. Anh cảm ơn chương trình nhiều quá. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Và Maro và Minh Tuân xin cảm ơn khán giả đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình Real Life. Xin chào và hẹn gặp lại.